Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch và hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện EK tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó phải kể đến mô hình ngôi nhà xanh. Đây là việc làm thiết thực hiệu quả nhằm thu gom phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ giúp đỡ hội viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Xuất phát từ thực tế trong sinh hoạt hàng ngày, các phế liệu sau khi sử dụng thường được vứt bừa bãi, vừa lãng phí, vừa ảnh hưởng đến môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phú, huyện EK đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ dân phân loại rác thải, trong đó rác thải tái chế được như vỏ lon, chai nhựa, ni lông, giấy loại, bao bì sẽ được các gia đình hội viên phụ nữ bỏ riêng để ủng hộ mô hình ngôi nhà xanh và giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nhận thấy những việc làm nhỏ hàng ngày của mình sẽ chia sẻ phần nào khó khăn của những trẻ em mồ côi, đồng thời bảo vệ môi trường nên các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đều hưởng ứng nhiệt tình. Chúng tôi làm được cái mô hình thu gom rác thải thì cũng thấy ấm lòng cho những trẻ em mồ côi. Xong rồi từ đó chúng tôi cứ sau những đám cưới hoặc là đi tới đâu mà gặp những rác thải này kia thì chúng tôi thu gom về xong rồi để quyên góp cho các em, những trẻ mồ côi, những trẻ em nghèo khó khăn, thấy ấm để làm ấm lòng thêm cho những trẻ. Cái mô hình thu gom rác thải nhựa thì do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện EK phát động thì chúng tôi đã triển khai ngay cho tất các chi hội, 10 trên 10 chi hội. Thì đặc biệt nhất là được rất nhiều bà con, hội viên, ngoài hội viên còn được rất là nhiều bà con không phải hội viên rất là ủng hộ. Giống như là họ muốn lúc có đám cưới thì họ liên hệ trực tiếp với tôi và đến có người. Tôi vừa tạo điều kiện cho chị em hội viên thu gom, tức là có một chị em đó đứng ra đi thu gom cho hội phụ nữ. Vừa tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên. Cùng với xã Xuân Phú, mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu giúp hội viên khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện EK nhân rộng ở tất cả các cơ sở hội. Hoạt động này vừa hình thành thói quen tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhân dân trên địa bàn huyện. Tại mỗi một địa điểm công cộng như là ủy ban xã hoặc là các cái thôn buôn thì các bạn đều có cái ngôi nhà xanh để làm sao tất cả cán bộ hoặc là người dân, người ta có những cái rác tái chế người ta không quăng đi nữa, người ta cho vào cái ngôi nhà xanh đấy và cái rác thải này, cái rác tái chế này sẽ được bán đi để đưa vào thành cái nguồn quỹ để nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện EK sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ngôi nhà xanh nhằm lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chống rác thải nhựa vào cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, hạn chế tình trạng lạm dụng sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày và hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn.